Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem các phóng sự và ghi nhanh về cảm thanh xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới, lan tỏa mô hình vớt rác trên sông và Hội An khai mạc ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Song trước hết, chúng ta cùng theo dõi phần tin. Hợp tác xã du lịch làng nghề truyền thống Cù Lao Chàm vừa tổ chức ra mắt và khai trương điểm trải nghiệm đăng võng ngô đồng tại chợ Bãi Làng, xã Tân Hiệp. Hợp tác xã du lịch làng nghề truyền thống Cù Lao Chàm chính thức ra đời vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, là nơi kết nối cộng đồng làm du lịch, các hộ sản xuất nghề truyền thống tại địa phương nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, thúc đẩy nâng tầm giá trị sản phẩm đặc hữu của địa phương, trong đó có nghề đan võng ngô đồng. Điểm trải nghiệm đan võng ngô đồng là nơi hợp tác xã giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước một sản phẩm riêng có mang giá trị sáng tạo nghệ thuật của các nghệ nhân trên đảo. Hướng phát triển của hợp tác xã là tạo ra các dịch vụ mới, sản phẩm mới, kết nối các giá trị của địa phương, góp phần phát triển du lịch Cù Lao Chàm bằng những trải nghiệm độc đáo, cùng chung tay bảo tồn, phát huy hệ sinh thái vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Trong năm qua, các xã phường tại Hội An đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gồm các hộ dân có nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề tự nguyện tham gia, được lắp đặt chuông báo cháy, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như búa, kìm cộng lực, xà beng, v.v. được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, tải và cài đặt app 114 báo cháy nhằm phòng ngừa và chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân. Dịp này, nhiều xã phường cũng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, tại thành phố Hội An đã và đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa phối hợp với phòng giáo dục đào tạo và thành đoàn Hội An tổ chức hoạt động trải nghiệm tự hào Hội An. Hàng trăm học sinh trên địa bàn thành phố được tham quan, tìm hiểu di tích chùa Cầu, đình Hội An, nhà lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh, công viên Kazik, bảo tàng Hội An, bảo tàng văn hóa dân gian, đồng thời tham gia các nội dung thi chỉ huy đội giỏi. Qua đó, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về văn hóa lịch sử của địa phương, nuôi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước, tạo động lực phấn đấu học tập và rèn luyện. Tại các xã phường cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động như hội diễn nghệ thuật quần chúng, giải bóng đá đảng viên. Quý vị và các bạn thân mến, nỗ lực xây dựng cảnh quan môi trường không chỉ để xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, mà còn góp phần tạo ra điểm đến du lịch sinh thái trong nội vùng đồng quê giàu tiềm năng cùng với khu di tích rừng dừa Bảy Mẫu. Phóng viên đài chúng tôi ghi nhận. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Hội An, Quảng Nam, hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Hội An năm 2008-2023. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Thanh đã tổ chức ra mắt tuyến đường xanh, sạch, đẹp và văn minh do tổ chức Đoàn và Hội Cựu chiến binh tự quản. Dịp này, hai tổ chức cũng đã ra quân trồng hơn 90 cây bằng lan tím trị giá hơn 135 triệu đồng trên tuyến đường Tống Văn Sương nối từ thôn Thanh Đông đến thôn Võng Nhi. Hội Cựu chiến binh thì thực hiện theo là việc trồng cây và sau đó là xây dựng là mô hình tuyến đường cây xanh và văn minh do Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Thanh tự quản. Tuyến đường được xây dựng với mục đích là đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông và xây dựng cho giới trẻ các em học sinh trên địa bàn là biết về cái tự nhiên thiên nhiên của Cẩm Thanh quê ta, đó là tự nhiên về cây xanh và xây dựng một tuyến đường là an toàn về an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông. Đoàn xã đã ra mắt cái mô hình tổ tuyến đường xanh sạch đẹp văn minh do Đoàn Thanh niên xã tự quản, đồng thời cũng xung phong đảm nhiệm công trình thanh niên trồng và chăm sóc tuyến cây xanh. Cũng qua cái hoạt động này thì đoàn xã là muốn tham gia vào cái công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc tuyến cây xanh cũng như là ra quân bóc biển quảng cáo thường xuyên cho tuyến đường tự quản, cũng như là vận động bà con nhân dân là kinh doanh đảm bảo an toàn, trật tự an toàn xã hội. Không chỉ là xã đầu tiên của thành phố Hội An được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào tháng 6 năm 2021, Cẩm Thanh còn là điểm sáng của Hội An trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, nhân dân, các hội viên, đoàn viên của các đoàn thể chính trị xã hội và học sinh trên địa bàn thường xuyên ra quân tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác tại nguồn. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt khoảng 80%. Mô hình phụ nữ Cẩm Thanh cùng nhau sống xanh huy động nhiều hội viên tham gia với nhiều việc làm cụ thể như thực hiện phân loại rác tại nhà,
ủ phân hữu cơ tại nhà, thu gom rác tái chế, sử dụng rác thải nhà bếp để chế biến thành các sản phẩm sinh học, sản xuất rau an toàn tại nhà, v.v. Các hoạt động này được nhiều đoàn tham quan học tập và du khách tìm hiểu chia sẻ. Các tổ chức đoàn thể cũng đăng ký tham gia bảo vệ, chăm sóc các khu di tích lịch sử, trồng nhiều tuyến đường hoa tại các thôn, phát quang cây cối, trồng cây tạo độ phủ mát, chỉnh sửa hàng rào, làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước, cải tạo cảnh quan môi trường trên các tuyến đường giao thông trong xã, tạo điểm đến du lịch sinh thái yêu thích. Ở thôn Thanh Đông, mặt trận và các đoàn thể còn vận động mỗi hộ gia đình đóng góp từ 5 đến 7 ngày công để đổ bê tông mới thêm 300 mét đường giao thông liên thôn, liên tổ dân cư, trồng 600 mét hoa, hàng rào cây xanh dọc trục thôn. Đường làng ngõ xóm luôn luôn là sạch. Sạch là cũng nhờ là chị em có đoàn thể phối hợp với nhau. Cứ như thường xuyên là chủ nhật là ra dân quân dọn vệ sinh, đó là sạch sẽ. Từ đó có cái du khách đó thấy là cảnh quan của cái thôn Thanh Đông đây là đẹp. Cho nên là du khách đến viếng thăm rất là nhiều. Với nhiều hoạt động, mô hình đa dạng, sáng tạo và phù hợp với thực tế, cả hệ thống chính trị xã Cẩm Thanh đã đóng góp tích cực và thu đạt kết quả tốt đẹp trong công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, góp phần để Cẩm Thanh được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của thành phố. Trong cái nội vùng của nông thôn trong dân á, thì hiện nay đang phát động nhân dân trồng tất cả các tuyến đường hoa để tạo cảnh quan cái sạch sẽ và đẹp cho cái đường nông thôn. Và trong thời gian triển khai cái này, đồng thời là phát động toàn thể hệ thống trị giao từng phần việc cho các cái hội đoàn thể cũng như là các cái thôn là quan tâm đến các cái trục đường hàng tháng là ra quân dọn vệ sinh trên các trục đường trong khu dân cư, kể cả là trong cái rừng dừa để đảm bảo cái sinh thái cho phục vụ cho cái du lịch. Với những nỗ lực mới, Cẩm Thanh phấn đấu duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới và có thêm 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số lên 5 trên 6 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thành phố Hội An có 30 mô hình và 8 cá nhân điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội được Ban Dân vận Thành ủy công nhận. Trong đó có tấm gương ông Đỗ Đây, người dân thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, là điển hình trong việc thực hiện mô hình vớt rác trên sông. Mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự phản ánh sau đây. Vào mùa du lịch, đoạn sông Vạn Lăng nằm tại khu vực rừng dừa Cẩm Thanh có lượng du khách đi thuyền thúng tham quan rất đông. Vì vậy, việc vớt rác của ông Đỗ Đây cùng các nông dân đã góp phần làm thay đổi ý thức của người dân là không vứt rác bừa bãi ra sông để giữ môi trường sông nước xanh sạch. Hôm nay thì khách nội địa nó rất là đông. Mà du khách mà đi trên dòng sông đó, họ có thể đánh giá cái môi trường của mình đó. Nước trong xanh sạch đẹp thì mình rất là hãnh diện, nhưng mà thấy rất nhiều quá thì khách họ đánh giá là dòng sông ô uế rồi thì mình rất là khó chịu, cho nên bản thân mình cho nên phải đứng ra và để vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, không những thời gian ngày 1, ngày 2 mà thời gian rất là lâu dài, và để đảm bảo cái đời sống và kinh tế cho người dân. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, năm 2022, ông Đây được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng đã có thành tích trong phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố. Từ tấm gương điển hình của ông Đỗ Đây, Hội Nông dân xã Cẩm Thanh đã phát động mô hình tổ thu gom rác thải trên sông thuộc chi hội nông dân thôn Vạn Lăng và mô hình tổ hội đánh bắt hải sản kết hợp thu gom rác thải nhựa trên biển rất thành công, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ việc làm thiết thực vớt rác trên sông của ông Đỗ Đây làm cho môi trường rừng dừa nước Cẩm Thanh ngày càng trong lành, được hội nông dân xã đánh giá cao từ mô hình từ việc làm và đã xây dựng mô hình tổ hội nghề vớt rác trên sông, được Ban Dân vận thành phố đánh giá cao trong năm 2022. Cẩm Thanh có rừng dừa nước, vừa là khu di tích lịch sử văn hóa, vừa là nơi gắn với sinh kế của người dân lâu nay. Mô hình tổ vớt rác trên sông của ông Đây mang ý nghĩa thiết thực, và đặc biệt vì ông đã huy động được nhiều người tham gia thực hiện, chung sức cùng chính quyền xã Cẩm Thanh tham gia bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Có anh Đỗ Đai, một trong những gương nông dân rất là tích cực trong việc vận động bà con tham gia lĩnh vực du lịch trên sông Vạn Lăng, tham gia vớt rác trên sông để tạo cái môi trường xanh sạch đẹp, thu hút ngày càng du khách đến với Vạn Lăng nói riêng và Cẩm Thanh nói chung. Và chúng tôi cũng đã biểu dương khen thưởng anh Đai, và hy vọng thì qua mô hình của anh Đai thì sẽ có nhiều mô hình
tiêu biểu của thành phố trên tất cả các lĩnh vực về vệ sinh môi trường và về nhiều lĩnh vực khác để góp phần xây dựng thành phố Hội An ngày càng xinh sạch đẹp hơn, thu hút ngày càng đông khách du lịch về tham quan hơn. Hy vọng những việc làm đẹp đẽ ngày càng lan tỏa rộng khắp, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Mời quý vị và các bạn xem tiếp chương trình với ghi nhanh Hội An khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam do nhóm phóng viên đài chúng tôi vừa thực hiện. Sáng ngày 19 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An phối hợp với các cơ quan đơn vị khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 thành phố Hội An năm 2023 tại Thư viện Thanh hóa Hội An, số 131 đường Nguyễn Trường Tộ. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia và đơn vị tài trợ, đồng thời trao tặng sách cho Thư viện Thanh hóa và các trường học trên địa bàn thành phố. Chúng tôi rất là vui khi Hội An là một trong những địa phương luôn luôn duy trì và tổ chức được tốt cái ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam hàng năm. Với một quy mô là coi như là sự tham gia đồng hành của nhiều đơn vị, nhiều tổ chức tạo nên một cái hoạt động rất là phong phú và ý nghĩa trong cái sự kiện này. Với chủ đề đến Hội An tìm sách, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại thành phố Hội An năm 2023 có nhiều hoạt động đa dạng phong phú như tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, ấn phẩm, đặc biệt là các ấn phẩm về truyền thống yêu nước và cách mạng của quân và dân Hội An, Quảng Nam, giới thiệu sách Mỗi cuốn sách là một giấc mơ, tìm hiểu di tích qua các trang sách, tổ chức phiên chợ sách lần thứ 12, góp sách xây dựng tủ sách cộng đồng và thư viện xanh, tổ chức các cuộc thi kể chuyện về sách, cung đường sách, phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023, giới thiệu sách trực tuyến năm 2023, v.v. Dạ, con thấy rất là hào hứng với lại vui khi được tham gia ngày hội sách. Con thấy rất là vui và hạnh phúc khi mình có mặt tại đây vì những cuốn sách đã làm cho những em nhỏ có thêm những kiến thức và nhiều điều bổ ích. Với mục đích tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đồng thời tạo không gian môi trường lành mạnh để khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại thành phố Hội An diễn ra từ nay đến cuối tháng 4 năm 2023 với sự tham gia đồng hành của nhiều đơn vị như Mai Hà Book, An Book, Trường Phương Book, v.v. Và tôi thấy rằng là Hội An đang rất là đầu tư cho văn hóa đọc. Và tôi nghĩ rằng là cùng với sự đầu tư này và mình đó là nền tảng đầu tiên để mình thu hút mối quan tâm của mọi người dành cho sách. Và trong cái kỷ nguyên này, sách không còn là điều để cho vui nữa hay là điều để cho mình giải trí nữa. Sách là cái sống còn để mình rèn luyện tư duy. Và Hội An đã kịp thời tổ chức những cái hoạt động này và tôi tin rằng đây chính là nền tảng, là khởi nguồn cho một phát triển mới của thành phố. Dịp này, tại các đơn vị, trường học, địa phương trên địa bàn thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm về sách, về văn hóa đọc, luân chuyển sách phục vụ lưu động về các xã phường, trường học, tổ chức các cuộc thi đọc sách, giới thiệu sách với nhiều hình thức phù hợp. Chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.